Hello mọi người và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Ngày hôm nay mình với các bạn sẽ cùng nhau xem một cái video hài mới ở trên YouTube nha các bạn nha. Đó chính là video hài về thằng cọp kè khiến hàng xóm hốt hoảng vì làm xe tuyền vlog bay vào ao. Quậy cái chữ thì cái chứ. Video này đang có là 8,8 triệu người coi, chứng tỏ là nó rất là hay luôn nha các bạn. Ngay bây giờ mình với các bạn sẽ cùng nhau xem video này. Đường link video gốc mình sẽ để dưới phần mô tả cho các bạn bấm vô coi nha. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu video mà thằng cọp kè la vậy. Sao nghe cái tên lạ lạ các bạn à. Ok được rồi, chúng ta sẽ cùng vô coi nào các bạn ơi. Ủa, có khi nào đây là thằng cọp kè không? Hả? Bấm vô coi thử nha. Vậy mới nút like đi kênh của tôi, đừng coi chùa với mấy ní dạo gần đây coi chùa kênh tôi rất là nhiều luôn á. Ồ, thằng cọp kè. Ồ, có hai anh này đang đứng ở đây. Ra đây một tí. Ok. Wow. Thằng cọp kè biết nó mặc áo gì không? Barcelona, đội của Messi ngày xưa. Bỏ đi, mặc đồ của Real Madrid đi, ha, đội Ronaldo. Ăn quýt không em? Ăn quýt không em? Ồ, nó ăn không lột vỏ luôn, chua luôn. Ăn đi em. Ăn đi em. Hết rồi. Thế vỏ nó đâu? Vỏ đâu? Mất luôn rồi. Ăn vỏ quýt luôn. Nhìn mà anh điên này cọc dữ ta. Mở cốp xe lấy chai nước thôi anh chị nhá. Biết mở cốp xe không? Đơn giản. Đơn giản, mở cốp xe lấy chai nước. Ồ, xe đẹp dở. Xe nhìn ngầu các bạn. Cọp kè mở xe. Trời ông nội này không biết mở xe chắc luôn. Ủa mà xe này mở sao vậy? Nó lấy cái kẻ nó đập luôn hả? Ê dừng lại đi bỏ đi mà làm người. Rồi lấy cái xe, lấy cái này tính cậy hả? Cậy sao nổi. Ủa mà thanh niên này sao cái miệng thanh niên này kia giống như kiểu đang nhai á các bạn. Chắc là anh đi ngày đang nhai cái vỏ quýt hồi nãy á. Gãy cây luôn. Trời ơi, sao mở được? Chậm mở cũng được mà. À, mở bằng cách này nè đúng không? À, quỳ quá đụng luôn, gãy cây đu đủ rồi. Rồi xuống nước luôn. What the hell? Quái cái trường. Mình có cái gì vậy chạy? Hết cứu anh niên này các bạn ơi. Mà các bạn phải nhìn thấy khuôn mặt của anh niên này nè. Nhìn khuôn mặt anh nè. Mày chết mày ơi, tao chính là báo thủ đây. Ây vô. Trời ơi. Trời ơi. Đụng cái đuôi đủ luôn. Rồi, ủa mà anh niên nó đâu rồi? Anh niên. Thôi xong rồi, thằng cọp kè. Rồi xong luôn. Ủa mà cọp kè đâu rồi? Ê này là phim hay là phim buồn vậy? Vô. Ủa cọp kè đâu? À đây nè, thanh niên này nè. Ôi giời ơi, thanh niên đã kịp thoát ra trước khi xe bay xuống nước các bạn ơi. Người thanh niên còn khô rồi nè. Có trái đu đủ. Lấy luôn. Mở cái đu đủ ra ăn. Thanh niên tỉnh táo nhất hệ mặt trời. Cho dù gì cũng không quên ăn nha các bạn nha. Ăn ngon dữ. Nhìn ăn đu đủ có vẻ ngon dữ. Đu đủ chín luôn rồi. Let's go. Nhưng mà còn chiếc xe của người ta là sao cọp kè? Mày xong rồi, anh chủ xe anh lại nè. Mất chiếc xe. Mất chiếc xe. Rồi sao đây? Thằng cọp kè đâu? Xe anh đâu?
Xe anh đâu? Wait a minute. Ở dưới kìa. Ở đâu? Xe anh đâu? Ôi xe mà xuống nước vậy có hư không ta? Thôi chết rồi, chiếc xe này để dành biết bao lâu mới mua. Nờ bra, mày nó phá quá. No, God, please, no, no, no. Cái xe nằm ở dưới nước luôn rồi. Trời ơi, nó báo quá đi. Cái thằng này mày báo không mày? Ngô Hưng cặp kè bỏ chạy. Lấy cái cày quýnh nó. Ô có cái vali nè. Quát cái vali này. Làm gì vậy? Ô nó trốn vô cái vali. Trời nó quăng đồ của người ta đi luôn các bạn ơi. Oh my god. Rồi nó trốn vào trong đây. Đây đón ở ngã ba nhá. Có ngay bây giờ đây. Ok đó ngã ba. Vậy là bây giờ anh này anh đi đâu nè? Anh để cái vali ở đó, thằng cọp kè nó vô trong đó rồi. Hết cũ luôn. Dạ anh mang nó đi du lịch luôn các bạn ơi. Ây vô. Wait a minute. Có nặng không anh? Nó ở bên trong kìa. Xuống phố làm à? À đi làm. Anh đang đi làm. À, sang Trung Quốc làm ấy mà, 5 năm mới về. 5 năm mới. Thằng cột kè đi qua đó 5 năm mới về các bạn ơi, nó sợ quá cho nó ra. Cái gì đấy, cái gì đấy? Ai dồ. Cái gì đấy, quăng đi luôn các bạn ơi, quải cả đạn. Ai dồ. Ây vô. Ờ cái này giờ sao? Cái gì đấy quăng đi luôn. Quá thì cái trưởng. Ok các bạn ơi, mình coi thấy hài quá. Bây giờ mình sẽ cùng nhau tiếp tục mở một cái video nữa là thằng cọp kè khiến xe Tuyền Vlog bay ra đồng ruộng nha các bạn nha. Hồi nãy bay vô ao, bây giờ bay ra đồng ruộng nha các bạn. Em ơi, ở đây trong xe hộ anh chị nhá. Ở đây trong xe hộ anh nữa. Hồi nãy xe xuống dưới ao rồi giờ bắt trong xe nữa hả? Rồi làm gì đây? U mấy cái ruộng này nhìn đẹp quá à. U có tiếng mèo kêu anh. Có tiếng mèo kêu. Hay là tiếng con cọp kè. Trời ơi nó lái xe nó gọi các bạn ơi. Mèo đâu ra vậy vậy? Chắc con mèo nó thông báo với chủ đó kìa. Ơi xe của ông bị cọp kè lái đi rồi kìa. Về coi chiếc xe lẹ đi ông nội. Chắc vậy rồi đó. Ủa chiếc xe nãy mình để đâu rồi ta? Chiếc xe bữa mới lấy dao lên sửa rồi giờ đâu rồi? Thằng cọp kè nó bay xuống dưới kia rồi. Hold up. Thằng gầm kè. Dính sình vô tóc luôn rồi. Thằng gầm kè nó bay xuống kia. Xe anh đâu? Xe anh đâu? Xe lên trên cây luôn rồi các bạn ơi. Cây cột điện. Cột kè này phá thiệt chứ. Đi đâu? Ủa anh này anh đang ngồi đây làm gì? Anh đang ngồi anh dọc cá các bạn ơi. Quăng đá được các kiểu. Anh có quăng được một lần hai đá là đập ra hai lần không? Ủa anh chậm. Ôi, đừng buồn nữa cháu ạ. Đừng cháu buồn. Cái xe máy kia rồi thì nhà cháu còn cái xe khác. Ồ vậy là anh ở nhà giàu. Nhà có mấy xe lận. Gì đâu ơi, mấy xe sợ gì? Xe nào bác? Thì chiếc xe đạp không có lốp ở dưới nhà ấy. Xe đạp không có lốp.
Còn chiếc xe đạp không có lốp, quải chở sao đi? À bây giờ anh này anh buồn các bạn ơi, mất xe, xe bị hư anh buồn. Trời, nhìn cái ông này nhìn ghê muốn chết đó các bạn, nhìn đeo mặt nạ, chùm tóc, mặc áo khoác rồi giống sát thủ, sợ muốn chết. Stop it. Rồi anh này đi đâu đây? Ông này đi đâu đây? Ủa đi đâu vậy chú? Ủa cái tiếng gì vậy? Ủa có cái tiếng gì vậy các bạn ơi? Ai đang ở dưới nhà tôi đấy? Ai đang ở dưới ai nhà đang tôi? Xe tôi đấy. Xin hỏi có phải trộm không? Ăn trộm mà xin hỏi có phải trộm không? Tôi sẽ trả lời là dạ không. Quan trộm, quan trộm, quan trộm. Nam mô A Di Đà Lạt. Nam mô A Di Đà Lạt nữa, quái đản. Cái thằng ăn trộm này, mày hả ăn trộm? Ném chúng không vậy? Nhìn nhà tôi không đủ tàn phế sao? Mà muốn lấy gì thì lấy. À công nhận nhà tàn phế thiệt. Mà nó vô nó ăn trộm gì trong đây trời? Chắc nó ăn trộm chiếc xe đạp á. À nó ăn trộm trứng gà. Gà đâu hết rồi. Ăn trộm con gà luôn. Nam mô A Di Đà Lạt. Giảm lấy hết gà của ông ạ. Giảm lấy hết gà. Đập cái đầu ơi. Có đau không anh? Qua đời. Rồi sao nữa? Mình nghe ông này ông sẽ xỉu. Ông đập đầu chắc là ông sẽ xỉu. Rồi đúng rồi. Ông ấy sẽ xỉu. Ủa? Không, không có xỉu. Hôm nay đành 2 cà về ăn vậy. À có nghĩa là mất gà nên hôm nay phải hái trái cà về ăn. Nhưng mà sao ông này ông bịt khẩu trang dữ vậy? Trái này trái cà là dí heo hàng chậm không có kịp các bạn ơi, hàng chậm nó chạy nhanh quá. Nhưng mà mình vẫn thắc mắc là tại sao cái ông này ông lại đeo khẩu trang rồi đeo đội mũ rồi mặc áo tùm lum kín mít. Chắc là mình nghĩ là đó là một diễn viên. Một diễn viên đóng nhiều vai gì vậy anh? À, tuổi cao rồi lại nhìn không rõ nữa. Đây. Tuổi cao nhìn không rõ nữa, không thấy không biết cái trái nào. Bứt lộn cái lá. Ok. Ủa rồi thằng cọp kè nó làm hư xe của ông ta vậy, nó có phải đền không ta? Hai cà thôi mà hơn cả chơi trốn tìm. Hái cà thôi mà hơn cả chơi trốn tìm. Hay chưa? Ờ, bạn ơi, hôm nay là ăn cà thôi nhá. Gà nhà mình mất hết rồi. Nấu cơm đi. À là ông này là ông có vợ nữa các bạn. Ông kêu là hôm nay là nhà mình mất hết gà rồi, chứ nên phải ăn cà thôi. Đây là một câu chuyện buồn chứ không phải câu chuyện vui các bạn. Mà chắc này chỉ là đóng phim thôi các bạn ơi, chứ không phải thiệt đâu ha. Ok. Em ơi. Đóng phim thiệt. Ok. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì ngày hôm nay đã cùng nhau ngồi xem cái kênh của anh Tuyền Vlog này chung với mình nha các bạn. Anh này làm phim mình thấy đánh giá khá là hay các bạn à. Nhưng mà cái câu chuyện khúc đầu với câu chuyện khúc đuôi nó không có liên quan với nhau nha các bạn nha. Nhớ để lại cho video này một nút like. Những bạn nào tới với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút đăng ký phía dưới nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video ngày mai. Còn bây giờ thì mình bye bye.